đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Đốt nén tâm hương ở ta bà nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng pháp qua. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế tôn mãi trần không bận tâm của Ngài Vô Tận Phước Đành, từ bi cứu khổ độ sanh chúng con đảnh lễ chi thành quy y chí tâm đảnh lễ Nam mô Tận tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Tinh Ca Mâu Ni Phật, hướng nay hạ thân Di Đà tôn Phật, đại trí văn thù sư lại Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền tâm đảnh lễ Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lô Ly Quang Mười Phần, nhờ quang biên chiếu Bồ Tát, nguyện quang biên chiếu Bồ Tát, cứu thoát Bồ Tát Dược Sư Hội Thượng Phật. Dương nước Pháp rưỡi ba ngàn quán âm cam lỗ cứu trần gian, trời người trong sáng vào pháp giới lửa đỏ làm nên ba sen vàng. Nam mô Tăng Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tăng Lương Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Đà La Ni của Tâm Đại Bi Vô Ngài. Con xin quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo Nguyện Bồ Tát Quan Âm Bi Ngài có được sức mạnh của Tâm Đại Bi. Con xin quy với đơn cư dân loài người ra khỏi tai nạn, vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng Toàn Năng. Con xin trì tụng thần chú của Ngài, thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù tăng, vì nó làm cho ác ma không thể tới
từ tháng trôi đến siêu thoát thế gian bậc sư tử vương bậc bồ tát vị đại xin ngài hãy hướng niệm chân ngôn trì tụng chân ngôn làm cho chân ngôn linh nghiệm đấng thôi thân hời đấng thôi thân xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm đấng đại từ đại xin ngài phát huy sơ mạnh thần thông từ tại xin ngài phát huy sơ mạnh đại từ tại đấng không ô nhiễm đấng xa rời trường xấu đơn có thân hình không ô nhiễm hãy đến xin ngài sơ nghiệm thân từ tại trong đời xin ngài trừ độc tham lam trừ độc sân hận trừ độc ngũ si tham ái trừ sát phiền não nhiễm mô đấng sư tử vương xin ngài sơ nghiệm tiến lên hài tiến lên đấng gia ngộ xin ngài làm cho chúng tham gia mờ đấng có đầy đủ lòng từ chúng con muôn nửa hay ngài lại ngài xin ngài ban cho an vui hạnh phúc mọi điều mong ước đều được thành tựu bờ thành tựu để nhớ xin ban cho con thiền định an vui cơ mạnh vô cùng đấng thành tựu vĩ đại người mở giá đem mình chọn gia hổ tay cầm hoa sen tay cầm kim cang tay cầm pháp ra gia ngộ mọi người tay cầm thế trường chiến đấu và cùng chiến thắng bên ta thì có mạnh thú bên thủ lại có sư tử trợ lực xin mang cho con an vui hạnh phúc con xin quy y Phật pháp tăng tam bảo con xin quy y Bồ Tát Quan Âm tất cả ước mơ đều được thành tựu thờ linh nghiệm thần chú thờ linh nghiệm thần chú của đấng toàn năng thần là linh nghiệm nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát tiêu tai kia tường thần chú con xin quy mà lành lễ chư phật nói pháp thanh tịnh vi diệu này ước con ai hướng càng ơ cả quả tai hay làm thở tơ cả quả tai này sớm nông hay ba quả hóa tiêu đơn tơ cả quả tai thương sàng tay quả này tính tu hay sớm hiền để tiêu trừ quả tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng an lành thở an lành nam mô tiêu tai giang kia tường bồ tát nam mô tiêu tai giang kia tường bồ tát nam mô tiêu tai giang kia tường bồ tát ma lo hướng vừa bén gỗ chiên đàn thơ khói thơm ngào ngạt Đức Thế Tôn Ma Quy Mạng Mười Phương Phật ở con nay có đại quyền ở thọ trì kinh giữa sư trên đền bốn ơn nặng hạ dưới cứu khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phán tâm bồ đề khi mạng và cao tịnh độ nam mô dược sư hội tượng phật bồ tát nam mô dược sư hội tượng phật bồ tát nam mô dược sư hội tượng phật bồ tát kinh dược sư lưu ly quang
và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ân mà nói văn bồ sơ lại bồ tát phật rằng chúng con muốn nghe cuối xin thế tôn mở lòng chỉ nhau đó và liền bảo này văn bồ sơ lại từ đây hướng đến phương đông cánh mười muôn ở cõi nước chư và có một thế giới tên là tịnh lưu ly do chư cõi này là thấy ra trong đời và vừa khó khăn làm thầy trời người là bờ tôn quý khi có tu hành Bồ Tát có pháp 12 đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được nay nguyện cơ nhớ ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề hào quang của ta diệu pháp vô lượng vô biên thế giới khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này tâm chịu nhiều đau khổ nghe được danh ta hơn cả cõi liền thừa tiêu trừ
ai làm người như không đơn ấy như bồ ngà quỳ lên thành bồ thi như kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn vô mờ ta vắng lời nữa trong đời ngủ trợ thơ kẻ ba giới là mơ danh kiến khen mình chê người thôn mờ quỷ làm bạn với ma khi chết lại xa là nếu nghe danh hiệu của bờ giữa xưa liền gọi đường mê bờ giá quay về cớ gia học đạo kinh thờ tam bảo học rộng nghe nhiều thành tựu luôn độ cao siêu phóng lên bờ giá ở trường hợp ca nếu bị kẻ hát nhờ cây quỷ thần hoàng là bồ lì em đôi trù eo khổ sở vô cùng nếu cùng giữa xưa tiêu tai thần chú thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành nhà phát lòng thành quy tam bảo nếu có phật tử tu theo tình độ pháp môn nhân chưa quyết tâm nên lúc màng chung mà nghe danh thương nam mô giờ sơ phở thì cũng sẽ được văn từ thứ lời bồ tát quán thế âm bồ tát đáng đại thế bồ tát bồ tát ý bồ tát bảo đảm qua bồ tát giờ vương bồ tát giờ thượng bồ tát di lạc bồ tát từ tám mười phương chỉ lối đưa được đến nam thân bảo sanh trong thiên pháp của phật di đà hoàng lên cõi trời đời đời hưởng vô tuổi trời khi hết sanh là nhân gian làm chuyển luân vô lượng người tôn kính phố phương yên tình không có ác ma khuyên qua mọi nhà tiên tu thầm thiện ba nghiệp thanh tịnh độ tướng trường vô lại này văn độ sơ lại sau khi thành đạo đưa và nhờ sơ hóa tâm đại từ điện vào chân định quá vào trên đỉnh tiếng đà la ni thần chú tiêu tai khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bệnh quay ai nếu như bồ tát sanh ở đời sau làm bệnh an y nên trì chú này vào ban nước sạch không có bi đường cho mình nhân dương liền được khỏe mạnh bồ tát đã hành làm cơ cứu người có nhiều vô lượng hiện đời được người kính trọng thế lại theo quan giờ sơ tinh tấn tiên thu sẽ thành vô lượng chân gian bây giờ bao gồm bồ tát xin và truyền bá kinh này dạy hết trừ tai cứu đời mở đạo đức phật lại vào nếu có người nào cung dường cầu phước thì đưa phải thọ phải thường của phật giờ sơ để trên tòa cao rải qua dân hương đốt đèn tụ màn giữa tâm thanh tịnh không dường không vượt hương phó chúng sanh cởi tâm cứu hộ luôn nhớ bổn nguyện công đức của phật giờ sơ đồng thường suy tư dài người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn hiếu ở thế gian vừa núi ban ngàn luôn gờ tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại hành hình dưới biển cá kình trên non hồ giữ sư tử đầu xài dạng và khắp nơi đưa giải thoát nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của phật giờ sư rửa tay lần chú diêm niệm thọ trì thân cả tội này ra đây tâm mới nếu có phật tử lỡ phạm tâm giới sợ đỡ tâm đồ kính trọng thương mà giờ sư lưu ly quan vương như lai nhờ công đức này cõi đường thanh tử nếu có phụ nữ chịu khổ đối san sớ lờ tiêu tan thường chừng phải chết nhờ phước đời trước nghe nợ danh hiệu của phật giờ sư lưu ly quan vương như lai liền hết khổ đau hà san mau lè mẹ con bình an và khỏi a nan có tên việc ấy a nan đứng dậy mà bạch phật rằng mà trăng nóng lên mà trời lạnh lại lời nói như lai không bao giờ sai nhưng chúng đời sao thánh hay từ cao không tin lời phật thế bị đòi là ở chốn tam đồ mấy giờ trong chúng hồi này có một bồ tát tên là cư pháp quỳ coi chắp tay mà với phật rằng mà trên thế con sợ khi như lai dìa độ những người đau khổ bệnh nặng ốm ngày mà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không coi lại thấy sứ giả diêm ma sau khi kiểm tra đưa hồng về địa phủ đang chờ xem sự nếu có phật tử vì người bệnh này đưa đủ bảy tài treo phan thường mạng hết lòng cầu nguyện đức dựa sư lưu liên quan vương như lai thần thương người này có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ti cho nên từ đây siêng năng tu phước dẫu sanh trong đời ngủ trưa mà vẫn an lành bấy giờ a nan muốn hiểu rõ ràng về đề cứu mạng
giới tầm quan làm sao giải quan cho người đã chết cứu thoát Bồ Tát Bạn Đức A Nan ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an tất cả người thân phải giữ đám phần trai giới mở to bố thí cúng dường chúng ta làm đàn giao quan thuộc mà chưa phải hình tượng của Phật giờ xưa 49 ngày đêm đốt đèn bốn mạng chư tăng cầu nguyện lễ Phật giờ xưa dài ánh trừ tai thần vô làm đủ việc hay bằng khổ tiêu trừ mấy giờ A Nan nói mạng đã hết làm sao không chết mà được sống thêm cô thánh Bồ Tát thưa liền Thế Tôn có dạy chính lại quạnh hồn cho nên ta khuyên làm pha mà đèn thù mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài chính thứ hành này đời chưa hết số nhân vì quá khổ nên phải chết ta thứ nhớ người bệnh không được thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đang chết mà phải qua đời thứ hai những kẻ chơi bời đam mê thù sao thứ ba bị bắt bị sợ tử hình thứ tư chết chìm thứ năm chết cháy sáu bị ăn thu thứ bảy rơi từ trên cao bám bị khổ đau vì làm thua đạo thứ chín mai mờ vì tiêu thứ an bài bị chết quan nên làm quan tử lại nữa A Nan ở trên thế gian thường là việc A Di Phương sự phạt nên giảm tuổi đời ta khuyên các người phóng sanh tu vừa để được thọ mạng lâu dài bây giờ trong du hồi này 12 vượt qua đại tướng cùng với thần quên tất cả pháp tâm quy tam bảo và nguyện vì đạo tu giúp người đời bất cứ nơi nào kinh này lưu bố quý lòng ủng hộ người vì kinh này chi được lấy và trong lúc mấy dùng chỉ năm mà quốc tên ta vào trì tụng trừ tai thần chư nguyện đầy đủ mới tháo dây ra lên của chúng ta là cung thì la đại tướng và kiến la đại tướng mê sĩ la đại tướng an để la đại tướng an để la đại tướng sang để la đại tướng dân đà la đại tướng ma di la đại tướng ma hổ la đại tướng chân đà la đại tướng chiêu đổ la đại tướng thị yếm la đại tướng cùng với thần minh cứu khổ độ sinh đề thân như bờ A Nan đại bệnh kinh gọi tên chi làm sao thọ trì xin bờ chi bảo Thế Tôn dạy đó kinh gọi dược sư lưu ly quan vương như lai mượn nguyện công đức hay làm gì thần tứ nhiên ư độ tình kinh nguyện thần chú cùng gọi bàn trừ như thiết nghiệp trước mà thọ trì mà nói lời này chứ đại bồ tát bát bồ tiên long tất cả thế gian đại đức A Nan thân thân đều rất vui mở tinh thọ bồn hành dự sơ qua cảnh chơ ngôn nam mô bạc giờ là đế mê chân cà đủ lô tính lưu ni ba làm bà ác ca tài gia đáng ma yết đa gia ra đế tam biểu tham bồ đà gia liệt tha về tham về bề tham về bề tham tả tham mở yết đế tha a nam mô bạc giờ là đế mê chân cà đủ lô tính lưu ni ba làm bà ác ca tài gia đáng ma yết đa gia ra đế tam biểu tham bồ đà gia thần tượng đại vừa xa trở tiên chân có tại ta bà thiên long ba bộ đều thì hỷ ta ma ngoại đạo phải chân xa nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh
kính nguyện Phật dược sự giáng phước Đức Di Lặc ban vui văn thù khai cơ quan âm thường cứu khổ. Dâng lời Phật tổ con mở hội dược sư cầu 12 dược xa thần tướng phát tâm từ xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ. Khiến chúng sanh hết khổ cho quyến thuộc bình an nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành xin mẹ thơ quê thường gia hộ. Bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành nguyện chư hộ văn thường ủng hộ từ quý phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả lòng vô thường từ quý Pháp na xin nguyện chúng sanh na tâm rõ kinh tạng trí huệ như biển na từ bi thân xin nguyện chúng sanh na tâm ly đại chúng tất cả không đang đêm đan đa ba đi đan đa ba ta đi đan đa cô sa đi đan đa cô ra đi đan đi so na ra ba ti bồ đa ba si ya ni đa ra ni a vam ta ni sam ba ta ni sang ga Tê sang ga ni ga tha ni đàm ma ba ri si tê sa va sa va ru ta ko sa ni ya nu ga tê ni ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki te ka ri te sam me sam mi ta vi sam te mu te sam me sam ma sam me ga ye sa ye a si ne sam te sa ni ga ra ni ba se ra cha ve sa ni 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 abhiyam ta ra vi si te ut ku le mut ku le a sa de ba ra de Asam asam e buddha vilokite dhamma parisite sangha nigosani nigosani bhajam Man re man ta sam ya te ru ta ko sa li ye a sa ye a sa va na tha yam va lo da a ma ni ya tha yam va le ma va le ut ke mut ke a de a dam va ti Chăm bà tê chì nê vi chì nê kì chì nê đê chê rì chăm bà tê xoa ngát tê nát tê Na di ko na di swam na gan ne go ri gan da
ca sĩ sang cô lê lê xoa đi chị mê chị mê chị mê chị mê chị mê 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 mê